Xin chào tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người đang xem kênh của các em Jack Phố và kênh của LGBT. Lô tô LGBT. Không cần official. Không cần official rồi đó. Vui vẻ cho mọi người. Và lâu quá là ba tụi em mới lên clip, nhưng mà đây là đào mới của nhà em nha. Tên là bé Ba. Hát cơ mà bà Việt cũng là. Thôi. Nó nghe nè, ở đây là đang nói chuyện chứ chương trình diễn thời gian hoặc là chụp hình ngoại cảnh má mà đứng ngồi yên như ba. Kỳ cục. Chị này không để tạo nè chị Ba, nhưng mà chương trình là sau khi mình ăn cá viên chiên xong rồi chị Ba thấy thế nào? Thấy ngon nha. Tự nhiên thấy ngon nha. Bà phải dễ một vòng cho khán giả người ta nói coi. Nói gì thẩm thẩm chứ mình thấy giả chân nè, không có thể mới là kỳ cục không quá. Không có giống luôn. Nói chung là vượt em hôm nay là em vượt vì đường khách hay sao đến đây ủng hộ Bội Nhi thì em thấy hương vị như thế nào, ngon không hay là không ngon hay là sao để Bội Nhi có chỉnh sửa gì nữa không? Để Bội Nhi góp ý thêm em rồi đó. Nhưng mà phải thật lòng nha má, không có giả nha má, không thường nha. Cái này là không phải giống như người của chị Ba, em tức dễ sợ luôn á. Chị Ba không phải như vậy, chị Ba đàng hoàng này, chị nói cho khán giả nghe đây. Nói đi đâu, nói đi, mệt của em đâu có nói gì đâu. Nói đại đi má. Mà cái khúc mà chị ăn cái viên chiên của chị Ba chị thấy không? Cái viên chiên giống như lúc mà bà mỗi lần mà bà ăn chay xong rồi bà nó nói chay ngon cho tươi gì giống khác gì có khác gì đâu. Nói nghe nè, bà nói nghe nè đi. Bà nói chuyện đó bà rành dữ vậy hả? Nói đi má, cái gì vậy trời, nói đi. Nói chung ra đó là hôm nay qua ăn cái viên chiên rất là ngon nha mọi người, nhưng mà phần này tới 180 mà chưa có ai trả tiền hết chưa. Mấy cái khúc này mới là quan trọng nè, chuyến trước em qua thì có cộng trả tiền, hôm nay không có cộng cảnh nhất chơn bị lóc bạc khúc này. Chứ đó mạnh thường quân ai thương thì thương cho chót, có gọt thì gọt cho chơn, mà có bào thì bào cho láng, đừng có để tập dương tập dương. Mùa này ai cũng chị Ba trả má. Nói nghe nè, mùa này ai cũng xin chứ không phải có mình xin non non, thiệt sự mùa này ai cũng phải xin chứ. Yên tâm em, là chị Ba mới trúng số để chị Ba trả cho chồng này. Hôm nay chị Ba trúng 6 tỷ đó. Ôi ôi. Trời ơi, cái khúc này xét quá nha. 6 tỷ chị Ba đi làm gì nè, chị Ba nói khán giả nghe đi. Mà đừng nói làm hoa hậu nhân ái, làm từ thiện thôi má, mệt quá. Thấy chưa? À đúng rồi. Hôm nay em trúng 6 tỷ, em hứa với mọi người là em sẽ cái số tiền đó là em sẽ từ thiện cho mọi người, em sẽ từ thiện cho những người khó khăn, những người nghèo khổ cho mọi người. À, em qua bên bển em mua hết gỏi của bé Don kìa. Còn hết luôn. Có nhiêu là hết luôn. Trời ơi, mạnh thường quân mạnh của em luôn hả? Còn bán gỏi nha mọi người nhớ nha. Tại vì lâu quá em không có quay clip diễn thương, nhưng mà em chuẩn quán của em chỉ có hoạt động ở địa chỉ là 307 Gần Văn Bơm, phường 3 quận 4 nha. Mọi người có thương mến em thì nhớ cái ủng hộ em nha, mà lên đó anh gặp với Lan nữa. Mà nghe đồn má là ngày mai là mở quán mở mờ. Cân ngồi lại đó mọi người ơi. Ngồi lại tới 9 giờ đúng không? 9 giờ hả? Quán em 7 giờ chỉ là dọn. Vậy là ngày mai dọn bàn chấm cặp, người ta cũng như bàn dọn hết đi đúng không? Không ai ngồi cũng được. Còn 9 giờ nhưng mà 7 giờ chỉ là quán em đóng cửa rồi, ta biết không? Tới 7 giờ là cái đường bị quệ, không hiểu tại sao nữa. 7 giờ rưỡi là nó bắt đầu áp rồi, là đóng cửa rồi xong. Còn em thì em làm makeup với lại em buôn bán đồ ăn vặt cho mọi người. Ai có muốn thì liên hệ, ai có muốn thì liên hệ cho em nha. Facebook của em là bé Ba nha mọi người. Tại Vũng Tàu rồi Sài Gòn mua có phim tiếp không? 7111140 số Zalo của em nha. Mọi người thương em thì add Facebook với Zalo của em nha. Nhưng mà mọi chị người. Ba ăn vặt thì chuẩn có món gì, những cái mặt hàng gì chị Ba? Ví dụ như đồ ăn vặt của em là đại khái như là cơm cháy nè mọi người, da heo cháy tỏi rồi đó. Hết rồi hả? Ủa nho nữa. Cấm từ bán quá, tôi không có hợp. Cái gì vậy? Có chân gà xả tóc đâu không? À chân gà rút xương sốt thái. Trời ơi, giá của má là chân gà rút xương sốt thái nè. Nói đủ đủ. Rồi chân gà cấm xả tóc nữa nha mọi người. Ôi ôi. Đừng nói lên đây chơi, ngày mai về bán gỏi có sen, gỏi đủ luôn nha má, gỏi cuốn luôn nha. Ôi ôi, hàng gì vậy? Giờ này chị Ba vô trong bếp, chị Ba học công đức hay gì đó nha. Ngày mai mình phải đóng cửa. Mỗi lần mà nêm nêm hay là bà họ làm gì đây, quỷ ma hay gì nọ đó nha. Thường quá à. Nói nghe nè, con trai con ơi mà đem nơ. Ôi. Con trai con ơi hả? Giới tính giống điểm mẹ quá trời. Thôi chết rồi. Bé Đoan ở bên bển em bán, em có đào điếc gì để phục vụ cho mọi người không? Tụi em bán gỏi là trá hình thôi anh. Chứ là làm nương đúng không? Ở sau có 3-4 phòng lận. Bên đó nhiều gu lắm, nhiều gu mà dạng như nói chứ mít lòng bắt đầu nói cỡ đó cũng có mà ốm hơn chút, cỡ này to lắm thì thấy không, nhiều size này ốm này, trong này cũng hơi không được ốm lắm, con này cũng hơi ốm ốm cũng được đó, nói được gu luôn á. Nói chung là nghèo cái em chủ yếu làm nương bên đây, bên đây là cháo hình đi để nằm sẹt đúng không, nằm sẹt. Ôi ôi hả, mùa này á thấy Bội Nhi cũng về nhất ha. Mùa này thấy Bội Nhi cũng về nhất. Bội Nhi bán 9 giờ hết, mình bán 7 giờ hết thôi, ai về nhất.
Thôi cho bộ nhi về nhất đi, mình lấy giải khuyến khích tay anh mà khách nó thương. Lấy giải nhất nhiều nhiều lâu lâu bị rớt giải một cái là tu đó. Mùa này bộ nhi lấy giải nhất, có sao nói giải buồn kiểu nha chị bộ nhi. Em có muốn nhắn gửi gì với bộ nhi không? Thì em cũng với mấy đơn cũng chúc bộ nhi là muôn mau bán đất hai chương hồng phát rồi đó. Bán cỡ 9-10 giờ hay sao? À bán tới 7-8 giờ được rồi, còn qua nhậu với tụi em nữa, 9-10 giờ trễ quá. 7-8 giờ rồi đó, còn qua nhậu thì tụi em nhậu sớm lắm. Bộ nhi ba cái chương trình 11-12 giờ khuya mới qua không mà đợi dẹp bàn nhậu mới qua không mà kỳ cục. Không có được. Nói gì nha, xin lỗi hoài vậy. Em nói cũng đâu có tiền đâu, anh nói đi. Coi coi hả, ông cãi ông có một mặt nữa. Ủa cái khúc này cắt cái kỳ không? Một phần nhỏ vô kỳ cục. Cái khúc này kỳ cục quá vậy trời. Cái này đó, ăn hôm nay là chắc cũng 300.000, chưa có người trả tiền nha mọi người. Ăn thiếu được không giờ? Đấy rồi. Trời ơi, nghe trời ơi. Trời ơi, quậy quá anh ơi. Ủa hết quần luôn rồi kìa. Anh quậy quá hả? Nó có nước có tiền má, ngày mai mở bao mở quán bán lại rồi đúng không? Ủa mà sao vui vẻ rồi nó ghé. Hello mấy cô mấy chú đi con. Có ăn chiên ngon lắm nè mọi người. Hello để ăn hello mấy cô mấy chú đi. Nước mắm thì đến 15 Trần Hòa. Quận 5 đúng hộ bội nhiên nha. Ok nha. Xíu ai trả tiền? Hả? Ai trả tiền? Bà thiệt bạc quá. Tiền quá hài trời ơi. Hello mấy cô mấy chú đi con. Hello mấy cô mấy chú mấy anh mấy chị đi con ơi. Ở này con một con cá con được lắm. Dạ đúng rồi. Hả? Con của bé Đơn con của bội nhiên nha mọi người. Mốt nó sinh ra con gì em? Con được con đá cái luôn hay sao? Con của em con cái. Con cái giống chị Đơn không? Giống chị Đơn rồi đó. Chị Đơn không? Đẹp dễ thương quá. Qua quá trời. Mà đẹp thơ là dến cái gì? Cái trang con mẹ nó vậy đó. Thôi giờ lấy qua trong miên đeo đi. Tính nè. Dễ luôn. Dễ luôn. Sao mình không thôi thông qua cái clip này. Ê, em với bé Đơn. Sao mình không đánh con mẹ được, mình đánh nó đi má không? Tranh thủ đi má, tranh thủ đi. Bé Đơn tặng cho em cái điện thoại kìa. Có điện thoại em rồi đó, nó rớt vô bể vừa. Ủa tháng mấy sinh nhật con luôn rồi? Tháng mấy? Tháng 19, tháng 12. Tháng 12 còn em tháng 1. Trời ơi. Nhắc ké luôn hả? Nhắc ké không, em đâu cần nhắc tới đó tự. Trời ơi, ba tháng mấy? Vui vẻ nha, tại lúc đó là trời tháng là sinh nhật em nha mọi người nha, là tết tháng là sinh nhật em nha mọi người đó, nhắc hoài nhắc lại. Ba sinh nhật em mua lan trước nữ luôn bảo rồi. Bởi vì tháng 7 luôn năm nay. Bởi vì nhìn cái mặt của chị á, nhìn cái mặt của chị là em nhìn thấy không chính cái màu của mấy ngọn đèn ha, mấy ngọn đèn mà đèn đi ấn cái hào quang cỡ sáng có lưng luôn á má. Cái mùa tháng 7 là mình hay thả đèn qua đăng rồi nhìn cái mặt chị ta giống lắm. Giống ai vậy? Phúc hậu rồi đó. Đúng không? Nè, mẹ giống biết sao không? Chị ba ở Vinh Cô Đông Hải. Trời ơi. Chị ba lại bà nhiều đó. Bởi vì lại bà, bởi vì nhờ cái mặt phúc hậu quá rồi luôn ha. Tốt tướng mà cái chân hơi nhỏ mà cái mặt. Ủa, mọi nhiên đó lại đi, chị ba mới trúng 6 tỷ đó. Mới trúng hả? Ủa, nói chứ chị ba nhìn chị ba sang. Nhìn sang, đẹp. Và đến ngày này mình làm chị bánh tráng luôn. Cái tướng này là cái tướng phú quý. Thôi đi má. Cái tướng là tướng trời cho. Thôi đi má. Trời ơi. Không có cái cách ăn nói này kia cũng sang trọng. Thật sự từ cái giọng nói tới ánh mắt là con người tử tế đẹp. Trời ơi, chết rồi. Nó làm như bánh tráng như trời. Nhưng mà nó nghe là trà móng giò lại. Nó nghe như gió ai chịu vậy má. Trúng như số gì đâu mà 6, 7 tỷ móng giò không chịu trà. Trời ơi, mang cái đôi Havana không chịu trà. Đôi Havana cái chữ Havana màu trắng mà thành màu nâu. Chị ba của tôi nha. Không có đâu, tôi đi bán tôi mang dép này không? Tôi bán gì vậy? Ôi ôi xui kìa. Khốn má sao giờ để ngày mai ra mua đôi khác mà. Không mà cũng sang trọng rồi, đẹp đồng hồ đẹp. Nó 10.000 em đồng hồ 10.000 đô, trời ơi, đeo cái đồng hồ 10.000 đô.
Trời ơi, chúng 6 tỷ mà đeo cái đồng hồ 10 nè. Chồng cũng tới nước rồi chị ba. Anh ơi! Anh! Anh ơi! Anh! Anh! Trời ơi, quậy quá trời quậy. Chồng chị ba tới nước đó. Anh quay xong chưa anh? Được rồi đó, em thấy được rồi đó, hơi dài. Chưa có đủ clip phải không? Quay nửa đi anh, kệ đi quay nửa đi. Quay bên kia đi. Quay bên kia đi. Chừng nào về, chừng nào về. Ngày mốt về. Ngày mốt về. Mốt mà vui nữa là mốt rồi. Là hôm qua là nghe nói chị lấy chồng rồi phải không? Không có lấy chồng chưa? Má ơi, ngàn một phần chồng. Một cách mà hai quê rồi đó. Nghe nè, trai mà ngon dở biết chưa, hỏi gì ngon không trả lời. Ngon hay dở là chị ba nhìn tức là biết liền quá. Hỏi ăn cũng biết luôn. Cái viên chiên tự nhiên hỏi rồi ăn rồi, ăn nếu mà ăn rồi là phải review từng nét từng đường luôn á. Trời ơi, chết rồi. Ý Lan có vô phút 90 không? Không, không luôn hả? Ôi ơi, bà xấu thì bà ăn đi má, còn tôi xấu hơn nữa bà tôi nói. Trời ơi, mỗi ngày chị bữa nay Ý Lan không có vui vẻ. Bà này thì bà mấy cây tôi một hả? Ba đẹp thì bán 10 cây, tôi xấu trên 3 cây, 4 cây, 2 cây, 1 cây. Cây chổi không? Chắc cây củi đó má. Cây bà chắc. Cây củi đó. Má ơi, thôi thôi chết rồi. Má ơi đừng có làm con Minh nó sợ kìa, nó nhỏ nó mới lớn hiểu không? Nó đừng có thấy mặt nó, mắt nó đang có vấn đề. Ôi ôi. Mà nó chỉ mà nó chỉ nó sợ. Sợ lắm luôn. Cũng chỉ khách vô. Rồi nè, cảm ơn các ba nha. Trời ơi nè, trả con ở ẩm giùm em. Con có chúc chị ba buôn ma bán đất đi. Trời, chúc chị ba buôn ma bán đất tối nào cũng 3 cây vô. Đúng rồi nha. Một cảnh hai quê rồi đó. Cảm ơn cảm mọi người. Có chứ em bé đâu, nếu chị ba chúc mọi người năm mới vui vẻ, mới phát tài nha mọi người. Đừng có quên ba gương mặt thương hiệu của tụi em. Ngày mai quán em mở cửa là mọi người đến ủng hộ nha. 307 đoàn Nhân Bơ, phường 13, quận 4. Đại diện bé đo nha mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye. Hẹn mọi người gặp lại ngày mai.